Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có một buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì bà con thôn Chia cũng đã nghỉ trưa xong ấy. Thì bây giờ bà con tiếp tục làm cái công cuộc là đổ những mét bê tông tiếp theo nhá. Mọi người thì trong cái thời gian vừa qua ấy, là như mọi người đã biết là bà con thôn Chia cũng trộn bê tông bằng tay, và em Tuyên đã nhận được rất nhiều sự góp ý từ các cô, các chú, anh chị để góp ý cho bà con đổ bê tông nó là được nhuyễn hơn, tốt hơn để đảm bảo cái chất lượng bê tông ấy. Thì em Tuyên cũng thực sự là những cái video đó và những cái comment đó em Tuyên đã đọc hết rồi. Và em Tuyên cũng một lần nữa là xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cô, chú, anh chị đã luôn luôn quan tâm đến bà con Thổ Chia, và nhất là quan tâm đến kênh em Tuyên để góp ý cho em Tuyên được những cái sự góp ý làm việc cho thật là tốt và hiệu quả nhá. Thì cũng cho em Tuyên xin lỗi là thời gian vừa qua thì làm cái chất lượng bê tông nó không được đảm bảo cho lắm. Thì bà con cũng đổ bằng thủ công và bà con cũng làm việc chưa được năng suất cho lắm và hiệu quả, vì cái lỗi chính là cũng do em Tuyên, vì em Tuyên cũng chưa thể truyền đạt hết cái ý của em Tuyên đến bà con được. Mà nói chung là về cái mặt là ngôn từ em Tuyên nói cho bà con thì bà con chưa hiểu hết được là cái tác dụng và ý nghĩa của nó là như thế nào, khi cái tác dụng của trộn bê tông thật kỹ và cái tác dụng trộn bê tông nó không kỹ là như nào, nên là bà con làm có thể là hơi ẩu. Nên là cũng một lần nữa thì cho em Tuyên xin lỗi và cũng thực sự xin lỗi tất cả các cô chú anh chị vì thời gian qua làm việc không tốt, cho em Tuyên thật sự xin lỗi ạ. Thì bây giờ thì cũng là đã bước vào cái giai đoạn là đổ bê tông bằng cối rồi, nên là em Tuyên sẽ cố gắng là sửa sang lại và làm việc thật là hiệu quả nha mọi người. Thì bây giờ em Tuyên xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng theo chân em Tuyên cùng bà con Thổ Chia tiếp tục những mét bê tông tiếp theo nha mọi người. Bây giờ em Tuyên xin mời ạ. Đây, như mọi người đã thấy thì bà con đã mỗi người một tay một chân. Đây thì hai em này là em Nu với em Mua. Nu à, đây là Du. Nu với Nu nhỉ? Nu kia là gì nhỉ? Onu à? Onu à? Hai Nu. Đấy. Hai Nu đang lấy xi măng. Đây. Đây là những cái mét bê tông mọi người xem bà con đã trộn bằng máy, mà cái thời gian đấy là đợt đấy là em Tuyên chưa vào được đấy. Đợt đấy là trong huyện Mường Vạc đang test Covid nên em Tuyên phải ở nhà test Covid ấy, nên không thể vào được. Đấy. Đây. Bố em xá chú sử. Đây này, thì chỗ này bà con đổ bằng cái cối trộn bằng máy ấy, rất là đều, rất là đẹp rồi. Đấy, khi cũng nhận được các sự góp ý của cô chú ấy, mà phải quán triệt thật chặt chẽ lại. Bà con thì bà con làm lại như này. Đấy. Chị Chi Mất phanh. Đấy. Thì khi trộn bằng máy ấy, nó nhuyễn hơn, nó đều hơn, nên là cái bề mặt nó nhìn nó đẹp hơn. Đây, mọi người xem cái chất lượng bê tông này. Đây, nó cũng phải ít nhất phải trên 10 phân, hơn trên 10 phân. Lần này thì nói chung là làm việc nó cái bề mặt bê tông đường nó nhìn nó đẹp hơn rồi. Mỗi người mỗi công mỗi việc. Hôm nay là sẽ đổ từ bên dưới kia lên mọi người. Mà con đang lấy xi. Mọi người, đây là khi hôm nay em Tuyên vào ấy, hôm đấy là bà con đổ bê tông thì chỉ nói qua được qua điện thoại thôi, phải yêu cầu chặt chẽ một lần nữa làm đảm bảo đấy. Thì khi có cái với lại cộng vào là có được cái cối bê tông ấy thì nó vữa nó tốt hơn, nên là làm việc nó chắc chắn hơn. Hôm nay vào nhìn cái mặt nó, nhìn nó đảm bảo lắm. Kem nhỏ. Đây đấy. Bên kia đang vận chuyển cái cối bê tông. Mà mạ nhá. Ủa
Thoải mái à? Mama, mama. Ôi đồ 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 đồ. Phải gạt đường ra cho đổ ở đầu bên kia cho nó dễ hơn. Tâu không? Tâu không? Chỉ tâu á? Thế chỉ tâu á? Mẹ mẹ chỉ tâu à? Bé bé mẹ mẹ chỉ tâu á? Chỗ này phải lấy xẻng. Cào cào ra, lấy xẻng, lấy cuốc, cào ra. Phải có cuốc, có xẻng thì mới đảo được bê tông chứ. Không được đâu. Đợi lấy xẻng đã à, Xính. Lấy xẻng thôi, gạt chân làm sao gạt được. Mà mạ đã lấy xẻng đã. Cha bé vào. Cha bé vào. Lấy con đá đúng không? Xếp vào để cho nó đỡ trôi cát. Quả cho bố chỉ bố mồ. Là thịt cho thả cho xuống ở thôi. Đây mọi người xem thì bà con thôn Đề Chia thì nó đã ít người, nhưng mà bây giờ thì các anh con trai cũng đã đi làm rồi, thì bây giờ tất cả tập trung vào, cũng nhờ hết vào các chị em phụ nữ rồi. Không có gì là không thể mọi người ạ. Chị Mai. Chị Mai là vợ của anh Sì, thì anh Sì cũng đã đi làm rồi. Hai bạn. Mama. Mama nhá. Không rơi nhá. Kéo vào. Thì chị em phụ nữ nhưng mà cũng vừa làm vừa đùa nhau cũng vui lắm. Bên trên đấy thì đang như mọi người biết là đang kê cái cối xay ấy. Bên dưới này thì đây tập trung của em Thề là di chuyển xuống đây làm đội trưởng bên dưới này nữa này. Để kê ván bắt đầu là từ chỗ cuộn này bố em Xá. Thế xong rồi bảo kéo bà con kéo dây nước xuống phụt nước đi nhá. Làm xong cứ trời nắng như này là nhanh khô nó đẹp. Đúng rồi. Chị Trông. Chồng
chỗ ở ngoài kia nhá, thế nhá, cho hết bê tông vào chỗ đoạn bờ đá nhá, cho nó chắc nhá. Đấy, 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 chỗ ở ngoài ấy, cho hết vào bê tông vào. Đó là không... Chỗ này có cái dây tiếp địa của cái cột cao thế này. Nếu mà mới cho à, tạo nha. Búa, búa. Bên kia thì đang lên nước, kề máy. Nhanh vậy thôi, sẽ là chúng ta sẽ có những cối bê tông đầu tiên. Hôm nay là thề với bố xá và chú Sử là tợ chính. Mặt đẹp hay không là cứ thề nhá. Đấy là cái mặt ở bên trên là có em thề em làm rất là tốt. May hôm đấy là vừa gọi điện thoại xong rồi vừa nói qua ấy. May quá, cũng làm xong hôm nay vào thấy thực sự là tốt. Bên dưới này thì cũng đang kê ván đấy. Thì bên trên kia cũng đã lắp xong máy bê tông rồi. Những cối vữa đầu tiên tiếp theo trong ngày hôm nay. Mỗi buổi là một cái khẩu trang mới. Ở đây thì em sẽ đảm nhiệm cái nhìn cái chất liệu xi, đổ xi đổ nước. Xá đây là chịu đảm nhiệm luôn cái máy nổ nữa, thay nước, nước làm mát, đang kéo nước xuống để là xính xính bà đấy, đúng rồi, xính bà đấy. Hút nước, không có nước à thế? Hút hút đi. Có nước ở đấy. Trong cái túi của anh có túi bóng đấy. Đấy, đầu lòng.
Có túi bóng xanh ấy ở đấy đấy. Mở đấy, thấy chưa? Ok rồi, đổ đi. Chị vợ áp phó phụt phụt ở đây một tí này, cho nó nhiều nhiều nước một tí. Mà mạ nhá. Đổ vào xong rồi nhẫm một lượt, đeo ủng nhẫm vào cho chắc. Mình không có đầm thì mình làm kiểu đấy thôi. Chọc thật chắc rồi, chọc chắc, vỗ chắc rồi. Đấy. Trong khi đang đợi những xe rùa vữa tiếp theo thì đây, bên trên này thì em Thề với bố em Xá đấy đang tiếp tục kê ván. Những lượt vữa tiếp theo đây. Do Thế bảo là phải đổ nước vào cái xe rùa cho nước ướt tí, không nó dính ấy, không nó hút vào ấy. Cho
Mai là đeo ủng như thế nhá. Đeo ủng vào nhẫm cho chắc, không đeo dép rồi đâu. Vữa này là đảo vừa tới, nó cũng không nhão mà cũng không hẳn là khô mọi người. Chẳng qua là do cái xe rùa nó khô nó hút vào. Các bạn nữ đẩy chưa quen này. Mà bạn ơi. Vỗ thật lực nhá. Vỗ thế. Lấy bàn xoa vỗ thật lực xuống. Cho nó cứng vào. Vỗ xá vậy đâu. Đấy, vỗ thật mạnh vào nó chắc được. Đấy. Đúng rồi. Thank you.
Các em đấy lại không cho xe vào mà lại đổ đấy để cho người hót. À, đều như thế nó nhanh hơn. Thank you.
Ở bên giữa này nó thành một cái đường đi rồi. Đấy thì như mọi người đã thấy thì khi nó có cái máy trộn ấy, thì cái tốc độ vữa nó trộn đều hơn, nhìn nó đẹp hơn. Và cái quan trọng nhất là cái chất lượng xi măng ấy, của mình nó đều tốt hơn ấy. Bây giờ thực ra là ở đây còn thiếu mỗi máy đầm thôi, vì là hiện tại là cái máy đầm như kiểu là đầm bằng xăng ấy, anh Tuyên đã đi tìm rồi nhưng mà trên này là không có. Đã liên hệ đến những chỗ bên thợ xây ấy, người ta lại không còn. Hiện tại bây giờ người ta toàn dùng một đầm điện này, và mọi người biết là đầm điện ở đây thì không có điện nên là không thể dùng một đầm điện được. Đấy. Đây, nói chung là cố gắng không có đầm thì mình lấy bàn xoa mình chọc thật chắc vào, và vữa bê tông mình đã trộn dẻo như này, trộn nhão như này thì nó càng chắc hơn. Bây giờ thì nói chung là nhìn cái đường, nói chung là theo bản thân em Tuyên thấy là thực sự là thấy hài lòng. Khi bà con vào thì đã cố gắng vỗ thật chắc, vỗ chắc, nhẫm thật chắc rồi. Nó không thể bằng đầm được. Nhưng mà thế này là thấy là cải thiện rất là nhiều rồi đấy ạ. Cái đợt này thì nói chung là mọi người thấy là cái bề mặt bê tông ấy, bây giờ đã yêu cầu bà con đổ là ít nhất là trên 10 phân. Đây, cái tấm này nó là cao là 15 đến 16 phân. Thì mình đổ bằng như này thì nó là rơi vào tầm là 12 13 phân rồi. Đây. Kia phải 14 15 phân rồi.
ít nhất bề mặt lần này là trên 10 phân 1. Bây giờ làm công việc thạo rồi nó rất là dễ. Thiếu nhá, thế nhá, phải đủ nhá. Tậu đấy. Mama. Bây giờ chồng đi rồi, cố gắng thôi. Thôi bảo con gái là chở meme thôi, bé bé thôi.
Ở ngay phía cạnh em Tuyên đây chính là cái bó cỏ. Đây chính là cái lúc buổi trưa ấy, có bà con thì đi nghỉ trưa. Còn những như kiểu các chị em phụ nữ mà chồng nó đi làm ấy rồi ấy, thì bây giờ có mỗi gia đình chỉ có một mình ấy. Đây là ban ngày thì đi làm việc của thôn rồi đúng không ạ? Buổi trưa lúc ăn cơm xong là bà con không nghỉ, là tranh thủ đi cắt cái cỏ bò này về để cho bò, cho dê ở nhà đấy. Đấy, nên là cũng là người ta cũng nói câu là đảm việc nước và cũng là đảm việc nhà đấy, giỏi việc nước và đảm việc nhà đấy. Đây thì bà con cũng kiêm nhiệm luôn cả cái việc gia đình này đấy, chỉ có một mình ở nhà đấy, kiêm nhiệm cái việc gia đình này và cái công việc của thôn đấy. Rất là tốt, rất là để phục bà con để chia đây đấy. Những chị em phụ nữ thì vẫn làm được hết tất cả các việc, như kia kia là vợ em Xính, vợ Xính thì đã đi Xính thì là chồng thì đã đi làm việc ở Hưng Yên rồi, sáng nay đã đi rồi. Bây giờ thì cũng phải tham gia và cũng tập trung là mọi người mỗi công mỗi việc thôi. Cố gắng thôi mọi người. Sao như này thế nào em, thế nào cái này mà đề mà chắc rồi đúng không? Bây giờ đấy em đảm nhiệm cái trên khâu trên là đảo vữa thật là tốt, vào bên dưới này là thề với bố em làm rất là đây, nhìn quá là tuyệt vời rồi, quá là đẹp rồi, vừa đẹp vừa chắc rồi. Mỗi tội phê bình hôm nay thề là không đeo ủng thôi. Hôm nay là thề làm rất là tốt rồi, nhưng mà mỗi tội là không đeo ủng thôi, mai đeo ủng vào mới được nhá. Không biết hôm nay làm đám. Để sáng nay là đưa mấy anh kia đi về, đi phố huyện đi làm việc, nên là chủ quan không đeo ủng. Cao cao lên vỗ xuống thề ạ, đừng cao á, đấy vỗ xuống cho chắc. Dầu còn đủ chạy không em? Xá? Kiểm tra nhá. Như bên trên kia thì đang dừng cối bê tông để nghỉ một chút, vì làm liên tục như thế cũng mệt. Kìa này, em Xá đang ngắm cái thành quả này. Đang ngắm thành quả như nào? Tuy nhiên mọi người đã thấy thì đây là cái thành quả của bà con ấy, của buổi chiều hôm nay thì cũng ít nhất là cũng
được tạm thời bằng này đã. Ba ô đã mọi người. Vì nói chung là mọi người biết là cũng có nhiều các chị em con gái, và nhất là cái công đoạn mình làm mặt cái vỗ nó rất là lâu, đầm nó kỹ. Nên là chỉ có cái bàn xoa với cái sức người với dùng chân tay nhẫm vào để cho chắc nó chỉ được, nên là cũng rất là lâu, không được như máy đầm. Đầm kéo phát thì nó lại dễ đơn giản hơn đúng không ạ? Đầm thì nó lại rất nhanh, chắc. Nhưng mà hiện tại là một cái cơ sở vật chất nó không có mọi người. Hôm nay là rất là phê bình với chú Sử với em Thề. Chú Sử với em Thề là hai người thợ chính ở trong cái đội bê tông này, mà lúc sáng này để đi làm được chủ quan là không đổ bê tông, xong rồi đeo dép. Đấy, bây giờ là mua ủng rồi đấy. Phê bình, cực kỳ phê bình. Đấy. Vì các đồ, các bảo hộ là các cô, các chú đã mua cho rất đầy đủ rồi. Đấy. Thì cũng đã bảo rồi, thì mai chú với em Thề là sẽ đeo ủng vào mọi người, đeo đầy đủ bảo hộ. Bà con đang ngồi nghỉ uống cốc nước. Xong chúng ta tiếp tục. Đẹp không? Ok nhá. Thề thợ chính đấy. Thề thợ, thề thợ cả đấy, làm đẹp hơn à? Thế mà hôm trước làm. Cái mặt này rất là đẹp, mà cả cái thành này nữa, mọi người để ý là vỗ rất là tốt này. Đang bôi nhớt thải vào những cái viên ván này đấy, mình rút ra cho nó dễ. Và điếu thuốc lào rồi.
那村领导哥，那土哥。那一组了，上上了去啊！在吃了没有？在这个在做呀。呀。在这个在弄。Đây mọi người, thì mọi người có thể nhìn qua những cái thành quả của bà con hôm nay làm việc trong buổi chiều ngày hôm nay đây. Đấy, đây là những cái mét bê tông đã gần khô hết rồi. Đây. Nói chung đến bây giờ thì khi chúng ta có cái cối trộn bê tông ấy, thì chúng ta nhìn đã làm nó rất là bê tông nó đều đẹp hết rồi. Đấy. Làm rất là nhanh đây. Bây giờ đã là 4 giờ hơn rồi. Đấy. Mà chúng ta đã nhìn này. Sửa đang rút cái thanh ngang ra. Thề đang đập vữa rất là chắc. Tờ bồ nhớt. Bôi hai mặt chứ, hai mặt chứ. Cái này là cái tấm ở giữa mà.
Một dàn xe rùa đang đợi đây. Ôi. Chú xử. Rồi. Mình cố gắng tay đấy nha, không đeo. Không quen làm. Khổ. Chỗ đấy vét đi để thiếu đấy thầy ạ. Hiện tại là cũng hơn là 4 giờ rồi. Có lẽ là em Tuyên cũng phải xin phép. Đấy, bà con cũng đang tiếp tục là nghỉ một chút. Đấy, vì cái bà ở đây thì đổ không kịp. Bây giờ là hơn 4 giờ hơn rồi. Rồi có lẽ em Tuyên cũng phải xin phép bà con là cho em Tuyên về trước một chút. Vì như mọi người biết là em Tuyên lại phải trải nghiệm cái quãng đường ở đây. Đi xuống dưới thôn để chia và đi xuống cầu. Xong từ cầu ra đến ngoài Mèo Vạc ấy thì nó là hơn 1 tiếng, và bây giờ là hơn 4 giờ rồi, xuống đến bãi đỗ xe nó phải rơi vào là tầm 4:30, 5 giờ kém. Xong rồi từ ngoài đến 5 giờ kém về đến ngoài nhà phải hơn 6 giờ. Mà cái thời tiết mùa đông thì nó là tối quá rồi ấy. Có lẽ em Tuyên phải xin phép bà con là Tuyên đi về trước đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị cùng theo dõi cái quá trình đổ những cái mét bê tông tiếp theo nhé mọi người nhé. Còn như ngày hôm nay thì em Tuyên thấy là cái năng suất bà con làm việc nó quá là hiệu quả, và đạt được những cái thành quả và những cái mét bê tông nó rất là đạt yêu cầu. Theo em Tuyên đánh giá là như vậy. Đấy, mặt đường khi là mình có những cái mét bê tông đã có, khi chúng ta đã có cái cỗ máy bê tông trộn bê tông rồi thì lượng bê tông nó nhìn rất đều đẹp. Bây giờ chỉ còn mỗi cái bà con làm đẹp nữa thôi. Đấy, thì đang cố gắng làm rất là đẹp rồi. Đấy, chắc chắn rồi. Đấy, bây giờ em Tuyên cũng xin phép về trước để còn mai tiếp tục cái công cuộc làm đường nhé mọi người nhé. Còn bây giờ em Tuyên xin chào hết mọi người. Chào, xin chào mọi người nào, anh đi về trước nào. Xin chào bà con làm sao nhá, anh về trước nhá. Xin chào nhá. Không phải là anh về muộn quá nhá, xin chào nhá. Con chào bố xã nhá, chào thầy nhá. Thầy làm đẹp nhá, anh về trước nhá. Vâng, vâng. Không, bây giờ xuống kia là 5 giờ, ra nhà là 6 giờ mất. Không kịp được. Mai chúng ta tiếp tục nhá. Có gì thiếu thì gọi anh. Xin chào tất cả quý cô bác, hẹn quý cô bác tập tiếp theo. Tôi xin chào tất cả mọi người.